chương 921, thế không phải là đang ức hiếp người thật thà sao, hai, đúng vậy đó cố đế quân, bọn ta đều có thể làm chứng, huyền dương ngọc có giá trị cao hơn đấy, sinh tử noãn kia là thứ gì chứ, chưa bao giờ nghe qua. Ngươi, các ngươi, các ngươi được lắm. Vũ Văn Hùng tức đến nỗi nói không tròn câu, lúc này, cố Thanh Phong lại nói thêm, Vũ Văn Hùng, ngươi nghe rồi chứ, sự thật chính là như vậy đấy, ngươi không thể ý vào thân phận là hậu nhân tiên vương mà ý thế hiếp người, vặn vẹo sự thật, chỉ hưu bảo ngựa đó chứ. Ngươi thế này là khi dễ người thật thà đó sao? Phục, Vũ Văn Hùng thật sự không nhịn được, trực tiếp phun ra một ngụm máu, tức đến nỗi cả người run rẩy, lông tơ cả người đều dựng đứng. Ta muốn giết chết các ngươi. Giết chết các ngươi. Tiên tan, Cố Thanh Phong trực tiếp lấy tỏa tiên liên ra, khóa Vũ Văn Hùng đang sắp bùng nổ lại. Lúc này, một bóng dáng bỗng nhiên vọt ra giữa sân, ngăn cản trước người Vũ Văn Hùng. Chính là Đại La Kim Tiên Vũ Văn Bác, Cố Thanh Phong. Cuối cùng ngươi muốn làm gì đây? Đừng tưởng rằng có thất tinh quốc chủ che chở cho ngươi thì ngươi liền có thể không kiên nể ai cả. Nếu như ngươi dám ra tay với thiếu chủ nhà ta, trọng minh tiên vương sẽ không bỏ qua cho ngươi. Khắc khắc khắc. Dám uy hiếp bổn đế, đúng là dọa bổn đế sắp xỉu rồi. Có ai không? đánh đến chết cho ta ai có thể lấy đầu lão cẩu này bổn đế sẽ bao hết tất cả thiên kiếp của hắn bao luôn tiên vương kiếp giọng nói cố thanh phong cực lớn hầu như vang vọng cả con đường này là giọng của thiên kiếp đến quân cố đế quân muốn giết ai ta sẵn lòng dốc hết sức lực trong phút chốc bốn phía bỗng nhiên phát ra từng luồng khí thế kinh người cường giả bay tới hết người này đến người khác trong đó có không ít đại la kim tiên lúc này đang vào ngày thất tinh pháp hội cường giả các phương tụ tập lại, Đại La Kim Tiên cũng không phải số ít. Sau khi Vũ Văn Bác bị hơn 10 vị Đại La Kim Tiên vây quanh, hắn hoàn toàn lúng cuốn, cố. Cố đế quân, không đến mức này đâu, bọn ta có chơi có chịu, có chơi có chịu. Vũ Văn Bác nói rồi vội vàng móc một khối thanh đồng ấn ra đưa cho cố thanh phong, trong mắt còn toát lên sự đau lòng, cố đế quân. Đây là bảo ấn mà lão hữu tế luyện nhiều năm, tên là Phục Thiên Ấn, cấp bậc đại la tiên binh, Quy lực vô song, mong vui lòng nhận cho. Cố Thanh Phong tiếp nhận Phục Thiên ấn, ước lượng một hồi, phát hiện bảo vật này đúng là bất phàm, lập tức lộ ra nụ cười hài lòng. Bổn đế cũng không phải là người không tha cho người có lý, chỉ là có chơi có chịu, là chuyện hiển nhiên. Ngươi nói có đúng hay không? Đúng đúng đúng, Đế Quân nói phải lắm. Lần này là thiếu chủ nhà ta không đúng, xin hãy tha lỗi. Thúc phụ, ta, ngươi im miệng. Vũ Văn bác chỉ tay một cái trực tiếp phong ấn Vũ Văn Hùng lại, không cho hắn phát ngôn bừa bãi. Được rồi, được rồi, chuyện tới đây thôi, tất cả giải tán đi. Cố Thanh Phong phất tay đuổi người, Vũ Văn bác nghe Cố Thanh Phong nói xong thì vội vàng kéo Vũ Văn Hùng xám xịt chạy đi. Sau khi bọn họ đi rồi, mọi người càng thêm kích động, ai nấy đều cùng nhiệt xong đến, mộng năm miệng mười nói, Cố Đế Quân, tại Hạ muốn hẹn trước độ kiếp, mong Đế Quân nhất định phải cho ta một cơ hội, đúng vậy đấy, van cầu đế quân cho ta xin một cơ hội. Tất cả tâm miệng. Đại La Kim Tiên đã bỏ ra 200 vạn để mua lại Huyền Dương Ngọc trước đó quát lên, "Cố đế quân có thân phận gì chứ, há lại có thể ở đây để cho các ngươi phiền nhiễu?" Đối mặt với áp lực của một vị Đại La Kim Tiên, đám người tất nhiên là tức giận mà không dám nói gì, cho dù có hơn 10 vị Đại La Kim Tiên cùng ở nơi này, nhưng sau khi nhìn thấy Huyền Dương Ngọc hạ phẩm trong tay đối phương, họ cũng không nhìn được mà sợ ném chuột sẽ vỡ bình món đồ kia là để tượng trưng cho thân phận đấy sau khi thấy mọi người yên tĩnh trở lại vị đại la kim tiên kia liền cười rạng rỡ nâng huyền dương ngọc hà phẩm bằng hai tay đi đến trước mặt cố thanh phong cố đế quân đây là bảo vật mà ngài đã mở tất nhiên quyền sở hữu của nó sẽ thuộc về ngài cố thanh phong mỉm cười âm thầm nói tên nhóc này được lắm thế là hắn nhận lấy huyền dương ngọc hà phẩm tiện tay nhất một cái một chữ cố đã được khắc lên trên đó. Sau đó, hắn lại ném huyền dương ngọc trở lại, vị đại la kim tiên kia thấy thế thì vui mừng vô cùng, vội vàng nhận lấy, sợ rằng không cẩn thận thì sẽ rớt vỡ mất. Nếu như ngươi đã bỏ ra hai trăm vạn để mua lại vậy thì bảo vật này sẽ thuộc về ngươi, sau này nếu như muốn độ kiếp thì mang bảo vật này đến tìm bổn đế. Tạ đế quân Tạ đế quân, người kia điên cùng nói cảm tạ, vui mừng không thể kìm lại được. Sau đó, cố thanh phong kéo cổ linh nhi bóng dáng biến mất trong hư không biến mất không thấy gì nữa đợi sau khi hắn đi rồi vô số người thất vọng mất mát cố đế quân đừng đi mà cố đế quân một đám người đấm ngực dậm chân thầm hận rằng mình không nắm chắc cơ hội chẳng qua sự ảo não kia chỉ kéo dài khoảng một tháng đầu mâu đã quay ngược lại trong phút chốc vị đại la kim tiên kia đã bị đám người vây quanh vị đạo hữu này Ta đồng ý dùng 300 vạn cân tiên ngọc mua lại Huyền Dương Ngọc hạ phẩm trong tay ngươi. 350 vạn. Đạo hữu nhất định phải bán cho ta, tránh ra hết đi, bổn tọa ra giá 400 vạn. Ta không bán. Có bao nhiêu tiền ta cũng không bán, vì Đại La Kim tiên kia nắm chặt Huyền Dương Ngọc hạ phẩm trong tay, vẻ mặt căng thẳng nhìn về phía đám người, sợ bọn họ giết người đoạt bảo giống như thứ mà hắn cầm trong tay không phải là huyền dương ngọc hạ phẩm mà là một món binh khí tiên vương vậy. Chương 922, ta chỉ nhỏ thôi khi mọi người đang còn huyên náo ở nơi này thì Cố Thanh Phong đã sớm mang theo cổ Linh Nhi về đến trụ sở. Sau khi đến trụ sở rồi, hắn đặt mông ngồi trên giường, sau đó lại rót cho mình thêm một ly tiên nhưỡng, nâng ly. Sau khi uống một hơi cạn sạch mới nói, đúng là người sợ nổi danh heo sợ mập, chẳng ngờ bổn đế cũng có ngày được người ta theo đuổi thế này vừa rồi bọn họ đều giúp ngươi vì sao ngươi chỉ giúp mỗi vị đại la kim tiên kia có danh ngạch độ kiếp cổ linh nhi đột nhiên lên tiếng hỏi cố thanh phong nghiêng qua nhìn nàng một chút ngươi cho rằng bổn đế làm từ thiện thật à có biết cái gì gọi là một thăng gạo thì ân một đấu gạo thì thù không nếu như bổn đế thi ân một cách dễ dàng như vậy thì lần độ kiếp tiếp theo phải làm sao lần sau nữa thì sao chỉ cần không giúp bọn họ một lần nào đó thì bọn họ sẽ đổ rằng là tại ta ai ai cũng nói ngực to thì không có não sao ngươi cũng không có não y chang như vậy ngươi cổ linh nhi tức điên lên người này suốt ngày cứ công kích chỗ thiếu hụt về sinh lý của nàng vậy vì sao ngươi lại cho vị đại la kim tiên kia một cơ hội cố thanh phong dùng kiểu ánh mắt như là nhìn đồ đần nhìn về phía cổ linh nhi người ta bỏ ra hai trăm vạn tiên ngọc mà bổn đế lại không cho một cơ hội vậy sau này còn ai làm việc cho bổn đế nữa loại chuyện này mà ngươi cũng hỏi cho được ngươi có phải đồ ngốc không vậy cổ linh nhi giận dữ ngươi mới là đồ ngốc đó ui chao nóng tính ghê đấy cố thanh phong đứng lên một xíu cao hơn cổ linh nhi đến cả cái đầu thân thể cao lớn cực kỳ có cảm giác đè ép trong phút chốc cổ linh nhi đã trở nên lúng cuốn dường như nhớ đến chuyện gì đã không hay khuôn mặt xinh đẹp trở nên ửng hồng ngữ khí bối rối ngươi ngươi muốn làm gì khắc 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 ngươi cứ nói xem ta ta sai rồi không được sao ta không nên mắng ngươi ngốc a à. cổ linh nhi giống như con nai con bị kinh sợ hai tay bấu chặt lấy vách tường mặt đỏ cả lên nếu như ngươi dám làm loạn ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi cố thanh phong cũng không tiếp tục đến gần mà chỉ lắc lắc tay nói với vẻ mặt đầy ghét bỏ như bức tường cứng cổ linh nhi vừa nghe mấy chữ này xong lông xù lên trong phút chốc hai tay chống nạnh giận dữ vô cùng nói ngươi nói ai như bức tường ta chỉ nhỏ thôi không phải là không có cố thanh phong cũng không thèm để ý đến nàng quay đầu lại ngồi xuống ngược lại cổ linh nhi lại không buông tha tức giận đuổi đến ngươi nói cho rõ ràng ai là bức tường hả sau này ngươi không tin à nếu không hay là thử lại lần nữa thử thì cứ thử cổ linh nhi nói một hồi giọng càng ngày càng nhỏ lại mặt cũng càng ngày càng đỏ thẹn quá thành giận nói thử cái đầu ngươi tên háo sắc ngươi nghĩ hay lắm ngươi cho là bổn đế thèm khát ngươi lắm à tiểu thi mị cố thanh phong gọi lên một tiếng một vị mỹ nữ nhan sắc tuyệt trần yêu mị lạnh lùng đã xuất hiện bên người cổ linh nhi bị giật nảy mình ngươi 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 nàng 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 tiểu thi mị biến thành cô ta ở phiên bản cao cấp nào cố thanh phong chỉ về phía cổ linh nhi nói tiểu thi mị có hơi nghi hoặc chủ nhân cái gì gọi là phiên bản cao cấp chính là lớn một chút tiểu thi mị hơi quét mắt về phía cổ linh nhi khóe môi không nhịn được toát lên một nụ cười khẽ mặc dù nàng không nói gì nhưng cổ linh nhi lại cảm thấy mình đã bị nhục nhã một trận vô cùng to lớn tuân mệnh chủ nhân thế là tiểu thi mị lắc mình biến hóa biến thành một cổ linh nhi phiên bản cao cấp hơn nhìn thấy cảnh tượng này cái miệng nhỏ của cổ linh nhi há to ra giống như đã nhận được đà kích lớn lắm vậy cố thanh phong cũng ảm thấy có hơi không đành lòng nhìn thẳng ngươi thế này đâu phải là cao cấp tầm thường rõ ràng là siêu cao cấp có sao tiểu thi mị nghi hoặc nghiêng đầu một chút ngón tay thon dài trắng nõn đặt lên đôi môi đỏ mông đây không phải là tiêu chuẩn của một người bình thường hay sao à cổ linh nhi suy sực đột nhiên phát ra một tiếng hét lớn rồi quay đầu chạy đi tiểu thi mị có hơi tiếc nuối chủ nhân người ta còn muốn gần gũi hơn với em gái nhỏ một chút ai ngờ da mặt nàng lại mỏng như vậy thế mà cũng bị dọa chạy cố thanh phong lắc đầu hình như còn có một khả năng nữa, nàng thế kia không phải đang thẹn thùng đâu mà là đang bị kéo về hiện thực từ trong mộng, trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được, cho nên mới chạy. Hi hi. Vậy chỉ có thể nói là mộng tưởng của vị tiểu muội muội này nghèo nàn quá. Tiểu thi mị không nhịn được mà cười ra tiếng, trong lúc nhất thời, đất trùng núi chuyển, sau đó, hai người liền bắt đầu khổ tu trắng đêm. Nửa tháng sau, cuối cùng thất tinh pháp hội mà người người chú ý nay cũng đã bắt đầu trong nửa tháng này bằng vào sự nỗ lực không ngừng cố gắng cuối cùng cố thanh phong cũng đã thành công chuyển hóa toàn bộ tay phải thành thân thể chân tiên thành tựu đạt được khả quan như thế cũng không thể bỏ qua sự khắc khổ ngày thường của hắn mỗi ngày ít thì tu luyện nửa canh giờ nhiều thì tu luyện một canh giờ thấy tay phải của mình khó khăn lắm mới có chút xíu thay đổi nghị lực như vậy thật sự là không phải ai cũng có thể làm được ít nhất thì người không có tay sẽ không làm được ngoại trừ tu luyện Sức mạnh tai kiếp trong cơ thể hắn cũng đã tích lũy được đến một mức độ khủng bố. Chương 923, Thất Tinh Pháp Hội bắt đầu, một, trong nửa tháng, hắn không ngày nào ngừng việc giúp những người khác độ kiếp, thấp thì tán tiên, cao thì đại la kim tiên, mỗi loại cấp độ thiên kiếp đều hút một lần, tròn hơn ngàn người rồi. Sức mạnh tai kiếp như thế cộng thêm sức mạnh tai kiếp còn lại từ lần giúp cổ nhược Trần, cả hai cộng lại, coi như có là tiên vương cũng phải nhường bước thoái lui. Một ngày này ở khu tổ chức thất tinh pháp hội tại chủ thành trời còn chưa sáng mà nơi đây đã đông nghịt hơn ngàn người chật như nêm cối tiếng người huyên náo các tiên nhân tụ hội đi về hướng chủ thành như dòng nước chảy trong khu vực trung tâm chủ thành một tòa đạo trường cực kỳ lớn đứng đó tên là đạo trường thất tinh trên đạo trường có khắc bảy ngôi sao ánh sáng lấp lóe giống như dùng ngôi sao thật trên trời nạm lên vậy nghe đồn rất lâu trước đây đạo trường thất tinh này được mở bởi quốc chủ đời thứ nhất của thất tinh cổ quốc chuyên dùng cho việc tu luyện và chiến đấu của đệ tử hoàng thất chẳng qua kể từ khi có thất tinh pháp hội đến nay đạo trường này đã trở thành nơi chuyên dùng cho thất tinh pháp hội lần thịnh hội chưa từng có này cuối cùng cũng bắt đầu rồi trong đạo trường thất tinh có người nói với vẻ kích động không biết lần luận võ này ai là người đứng đầu nữa chẳng qua vị trí đó sẽ không nằm ngoài truyền nhân của các vị tiên vương đâu mấy vạn tu sĩ tham gia cạnh tranh cuối cùng chỉ còn lại một trăm người nhận được tư cách bước vào phi tiên cấm khu sự cạnh tranh này mãnh liệt đến cỡ nào chứ hôm nay thất tinh tiên thành cực kỳ náo nhiệt cho dù mới là sáng sớm nhưng khắp nơi đều đã đầy những bóng dáng tiếng về phía đạo trường thất tinh lít nha lít nhít băng qua con đường từ mọi ngõ ngác giống như những dòng suối hội tụ về biển vậy trà quán tửu lâu đầu đường cuối ngõ sông bạc thanh lâu đâu đâu cũng đều đang bàn tán về thất tinh pháp hội hôm nay nhất là ở sông bạc nơi này lại càng thêm náo nhiệt chân dung của truyền nhân của các vị tiên vương được bày ra trên bàn một đám dân cờ bạc xung quanh bắt đầu cùng nhiệt đặt cược xem ai có thể đăng quan ngôi đệ nhất trong đó người được đặt cược nhiều nhất chính là truyền nhân của tiên đô tiên vương lăng vân tiêu một vị kiếm tu mày ngài mắt phượng áo trắng như tuyết trong số các truyền nhân lăng vân tiêu dường như đang có xu thế dẫn đầu được coi là đương kim thời đại là người có khả năng trở thành tiên vương nhất thời gian đã đến lúc chạng vạn tối cuối cùng thất tinh pháp hội mà mọi người quan tâm cũng bắt đầu rồi các vị tuyển thủ bắt đầu bước lên võ đài đấu võ pháp ánh sáng của các loại thần thông trong đêm tối chiếu sáng như ban ngày cách xa nơi này mấy trăm dặm cũng có thể nghe được tiếng người ủng hộ chẳng qua là tất cả mọi sự náo nhiệt ở đây đều chẳng liên quan gì đến cố thanh phong bởi vì hắn vốn dĩ không đi tới đó khi những người khác còn cần phải xuất đầu lộ diện chiến đấu nhiệt huyết thì hắn đã thông qua rồi bằng vào mối quan hệ giữa hắn và lão cổ hắn có thể thoải mái tiến vào phi tiên cấm khu một cách dễ dàng hơn nữa hắn có thân phận gì sao có thể lên đầu đấu võ với đám hậu bối kia được vả lại hắn còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm cố thanh phong nhìn cổ linh nhi đang nằm thẳng ở kia nói với vẻ trình trọng chuẩn bị xong chưa dường như cổ linh nhi vừa thẹn lại vừa căng thẳng hỏi thật sự có hiệu quả sao không phải là ngươi đang cố ý gạt ta để ăn đậu hũ đó chứ phương pháp tổ truyền của bổn đế sao có thể không hiệu quả được chứ, ngày đó ngươi cũng thấy tiểu thi mị rồi, hiệu quả rõ rệt cỡ nào, hơn nữa đã qua nửa tháng rồi, có đậu hũ nào của ngươi mà bổn đế chưa ăn. Cổ Linh Nhi nghe nói như vậy lập tức lại nhớ tới những gì mình đã trải qua trong nửa tháng kia, khuôn mặt xinh đẹp cũng đỏ bừng lên, vậy ngươi? Ngươi nhẹ chút. Ba ngày sau. Đây là ngày thứ ba tiến hành thất tinh pháp hội. Mấy vạn tiên nhân tham gia cạnh tranh đã bị đào thải hết chín phần rồi, bắt đầu từ hôm nay, cạnh tranh sẽ trở nên càng mãnh liệt hơn. Những người còn lại cơ bản đều là truyền nhân của các thế lực lớn, họ đã sớm xông pha bên ngoài, có cái danh xưng cường giả, sự tranh đấu giữa những cường giả thế này khiến cho nhiều người chú ý, tạo ra một trận đấu đặc sắc không thể tả nổi, cho đến khi màn đêm buông xuống, trên đường lớn nhỏ nhỏ ở Thất Tinh Tiên Thành, những nơi trà quán tử lâu đều đang ồn ào bàn tán xem cuối cùng trong top 100 có những cường giả nào, còn trong những truyền nhân tiên vương kia, ai là người lấy được danh hiệu đệ nhất. Còn Cố Thanh Phong thì đang giúp Cổ Linh Nhi vượt qua thiếu hụt, ngày đêm phấn đấu. Ngày thứ tư, thất tinh Pháp hội đã được tiến hành 4 ngày rồi. Trận chiến hôm nay còn kịch liệt hơn so với 3 ngày trước đó, bởi vì hôm nay chính là thời điểm quyết định 100 người mạnh nhất những tiên nhân này chạy từ vạn dặm xa xôi đến đây là vì điều gì? Chính là vì lọc vào trong top 100, nhận được tấm vé tiến vào phi tiên cấm khu, từ đó đi ngắm nhìn bí ẩn Đại La. Trong tình huống thông thường, cho dù là những thiên tài nước tiếng gần xa kia, nếu như không có cơ duyên thì cả đời cũng sẽ không có hy vọng gì trở thành Đại La Kim Tiên, đây là một cửa ải. Một cửa ải khó mà vượt qua được. Chương 924, Thất tinh Pháp hội bắt đầu, 2, truyền nhân của các môn phái lớn, các gia tộc lớn ào ào sử dụng hết tất cả vốn liếng, không dám giữ lại chút nào, ra tay hết sức, chỉ sợ sẽ bị lật thuyền trong mương trong khoảnh khắc hết sức quan trọng này. Sau trận chiến kịch liệt cả ngày, cuối cùng, danh sách top 100 cũng được định ra vào lúc chạng vạn tối, chỉ là, khi danh sách 100 được công bố, một cảnh tượng khiến cho người xem trừng to mắt đã xuất hiện. Chỉ vì người đầu tiên trong danh sách lại là vị chưa hề tham gia bất kỳ một trận đấu nào tất cả mọi người nhìn vào danh sách top 100 kia, ánh mắt đều tập trung vào người đứng đầu bảng, bên trên viết lớn mấy chữ, thiên kiếp đế quân Cố Thanh Phong. Ô dù Một cái ô dù to tướng, một người chưa hề tham gia luận võ thế mà lại đứng đầu bảng danh sách, đây không phải là ô dù thì là gì, nhưng điều là lùng chính là cho dù biết có người gian lận nhưng mọi người cũng không phát ra một tiếng xì xào nào, thậm chí còn cảm thấy chuyện đúng ra nên là như vậy. Đến cả những tuyển thủ bị đào thải kia cũng phản ứng y như vậy. Bản danh sách này tất nhiên là do Cổ Nhược Trần cố ý làm ra, tất cả 100 vé bước vào Phi Tiên Cấm khu Cố Thanh Phong nhất định phải có một cái, tất nhiên là phải viết tên hắn vào trong bản danh sách. Về phần vì sao lại viết đứng đầu bản, đó là vì Cổ Nhược Trần đã thận trọng cân nhắc một lần rồi, bởi vì theo sự hiểu biết cũng hắn với Cố Thanh Phong, người này cực kỳ thích thể hiện trước đám đông đồng thời lòng dạ cũng cực kỳ nhỏ nhen nếu như để tên hắn ở cuối cùng nhất không chừng lại xảy ra chuyện lửa lan đến người mình gì đó nữa người có tên trong danh sách một trăm người này đều có được tư cách tiến vào phi tiên cấm khu ngày mai đại thần đọc bản danh sách đang nói thì đột nhiên chờ một chút một giọng nói đã cắt ngang lời đại thần đại thần lập tức nhướng mày vừa muốn mở miệng răng dậy kết quả lại nhận ra người kia chính là vũ văn hùng truyền nhân của trọng minh tiên vương đành phải sửa lời lại nói vũ văn công tử ngươi có chuyện gì? Vũ Văn Hùng bước lên một bước, ngạo nghễ nói với đám người kia, tên Cố Thanh Phong kia đến cả thi đấu cũng không tham gia, có tài đức gì mà chiếm vị trí đầu bảng, nhận được tư cách tiến vào phi tiên cấm khu, lời vừa nói ra, một trận xôn xao. Mọi người ở đây đều không ngờ thế mà lại dám có người chỉ mũi giáo về phía Cố Đế Quân. Ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi sáng mắt, còn bọn ta đều mù rồi chắc, bọn ta đâu có bị mù, chỉ là bọn ta không dám nói mà thôi vì sao vũ văn hùng lại dáng anh dũng như thế cho dù đã nhiều lần bị cố thanh phong sỉ nhục nhưng hắn vẫn cố tình muốn gây hấn thật ra chủ yếu là lá bài tẩy của hắn đã cho hắn dũng khí là lá ác chủ bài mà hắn vẫn luôn muốn lấy ra nhưng lại không có cơ hội dùng tới lần đầu tiên gặp phải cố thanh phong lúc bị sỉ nhục hắn đã muốn dùng rồi kết quả là bị thúc phụ nhà mình ngăn cản lần thứ hai ở đỗ thạch phường bởi vì tức quá nên đầu óc chậm chạp để cho cố thanh phong chớp lấy thời cơ đánh đòn phủ đầu khóa pháp lực lại không thể dùng ra được cho nên lần thứ ba này sở dĩ vũ văn hùng đứng ra là vì muốn nắm chắc cơ hội báo thù một phen hắn muốn đem những khuất nhục đã nhận vào khoảng thời gian này trả lại gấp bội vũ văn hùng rất hưởng thụ loại cảm giác được vạn người chú ý này nếu như đánh bại cố thanh phong ở trước mặt mọi người thì có thể cứu vãn tôn nghiêm của mình ô dù trần trụi như thế truyền nhân tiên vương đều phải tham gia Ngươi dựa vào cái gì mà không tham gia? Những người khác không dám nói, ta nói. Những người khác không dám làm, ta làm. Lúc này, đại thần ở bên cạnh khó xử nói, Vũ Văn công tử, cổ đế quân chính là khách tôn quý nhất của thất tinh cổ quốc ta, hơn nữa thực lực cũng có thể thấy rõ, có thể nhìn thấy rõ, Vũ Văn hùng hừ lạnh, có thể nhìn thấy rõ mà không dám đến tham gia thi đấu sao? Nếu hắn muốn tiến vào cấm khu phi tiên, thì phải hỏi Vũ Văn hùng ta có đồng ý hay không? nhưng mà cách đây không lâu không phải ngài bị cố đế quân dùng một tay cho lời đại thần còn chưa nói hết nhưng ý tứ trong đó đã vô cùng rõ ràng ông ta dù sao cũng là đại thần của thất tinh cổ quốc tất nhiên biết địa vị của cố thanh phong trong lòng quốc chủ nhà mình tuy rằng trọng minh nhất tộc không dễ đắc tội nhưng thầm mỉa mai hai ba câu vẫn không thành vấn đề sắc mặt vũ văn hùng bất chợt trở nên cực kỳ khó coi quần chúng vây xem bốn phía cũng đúng lúc phát ra vài tiếng cười nhạo nghị luận sôi nổi Nhìn mọi người cười trộm khúc khích, Vũ Văn Hùng cảm thấy trên mặt không nhịn được nữa, ngay lập tức giận dữ nói, đó là bởi vì ở trên đường phố, bổn công tử sợ làm bị thương người vô tội, lúc đó mới không vận dụng toàn lực, nếu không chỉ dựa vào hắn, căn bản không phải là đối thủ của bổn công tử, hắn ta không giải thích còn được, nhưng với lời giải thích này, tiếng nghị luận xung quanh lại càng lớn hơn, thậm chí còn kèm theo những tràng cười la ó. Trên mặt Vũ Văn Hùng lúc xanh lúc trắng, hắn ta đột nhiên hét lớn: Cố Thanh Phong, người muốn tiến vào cấm khu phi tiên lại không tham gia luận võ thì tính là anh hùng gì, có ngon ra đánh một trận với ta, âm thanh như sấm chớp, từ từ truyền khắp tứ phía. Chương 925, mấy ngày không gặp, tàn tạ tà vậy. Hình như có người đang gọi ngươi, cổ Linh Nhi đỏ mặt nói, cố Thanh Phong cũng không để ý tới nàng ta, mà chuyên tâm giúp đỡ người nghèo, trải qua mấy ngày nỗ lực không ngừng nghỉ của hắn, cổ Linh Nhi, người cực kỳ nghèo khó đã mơ hồ có xu hướng thoát nghèo ngươi có thể dừng lại trước một chút, đi ra ngoài xem một chút không? Câm miệng, không thấy bổn đế đang ở thời khắc quan trọng sao, nhưng... Nhưng, không có gì tốt cả, cái này không phải có hiệu quả rõ rệt sao? Vâng có hiệu quả, nhưng vì sao ta cảm giác như chỉ là giữa trăng đơn thuần? Vậy sao, xem ra bổn đế chỉ có thể xuất ra đại chiêu? Đại chiêu gì? Kích thích huyệt vị, trên thất tinh pháp hội, Vũ Văn Hùng ở đại đạo đóng lớn giống như một kẻ ngốc, nhưng mà cũng không có người nào để ý tới hắn ta. Hắn ta càng lúc càng phẫn nộ, không khỏi hét to hơn nữa, cố thanh phong, con rùa rụt đầu này, ngươi, ầm ầm. Trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, một đạo ma quan từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trên đại đạo trực tiếp đập ra một cái hố sâu cực kỳ lớn, khói bụi đầy trời. Giọng nói của Vũ Văn Hùng cũng đột ngột ngừng lại. Gió nhẹ thổi qua, khói bụi thoáng tản đi, lộ ra một nóng người phong thần tuấn tú nhìn thấy bóng dáng người này đám người bắt đầu sôi trào giống như nhìn thấy thần tượng của mình là thiên kiếp đế quân cố đế quân hôm nay rốt cục ta cũng nhìn thấy người thật rồi cố thanh phong cũng không có phản ứng gì với bọn họ mà nhìn lướt qua xung quanh với vẻ mặt khinh bỉ vừa rồi là ai đang sủa hắn quét một vòng cũng không phát hiện có người sau đó nhìn về phía sau hố lớn nhìn thấy vũ văn hùng dáng vẻ thê thảm cả người đầy máu bị ném vào trong hố lúc này mới chợt hiểu ra, đây không phải là tiểu nhi tử của Vũ Văn Gia sao, mấy ngày không gặp, tàn tạ vậy, chính cái gọi là gặp mặt kẻ thù hết sức đỏ mắt, Vũ Văn Hùng từ trong hố bay ra, tiên quan lóe lên, dáng vẻ thê thảm bỗng chốc khôi phục lại như lúc ban đầu, đôi mắt hổ gắt gao trừng mắt nhìn Cố Thanh Phong, Cố Thanh Phong. Tên khốn kiếp này, vậy mà đánh lén ta. À, bổn đế còn tưởng là ai, hóa ra là ngươi đang sủa A. À. Hừ cố thanh phong ngươi không tham gia luận võ lại chiếm đoạt một vị trí tiến vào cấm khu phi tiên ngươi có tư cách gì bổn công tử không phục trừ phi ngươi thắng ta nếu không đừng hòng mơ tưởng tiến vào cấm khu phi tiên cố thanh phong ngay lập tức bị chọc cười bổn đế làm việc khi nào đến lượt ngươi đến khoa tay múa chân về phần tư cách sao hắn xoay người nói với tất cả mọi người ở đây các ngươi nói xem bổn đế có tư cách đó hay không có nếu cố đế quân không có tư cách vậy trên đời này sẽ không có ai có tư cách cả giọng nói của mọi người giống như sóng thần gào thét truyền khắp hiện trường sắc mặt vũ văn hùng trong nháy mắt trở nên khó coi tức giận thở hổn hển nói bọn họ là vì muốn tìm ngươi độ kiếp cho nên mới nói như vậy cái này không tính cố thanh phong cười nhạo nói ngươi có bản lĩnh ngươi cũng giúp người ta độ kiếp đi à không có ai ngăn cản ngươi đâu ta độ con mẹ nó vũ văn hùng nóng nảy nói cũng nói không được quần chúng vây xem không có não đứng trên võ đài, một chút ưu thế dư luận cũng không có, chỉ có thể động thủ, bớt khoe tài miệng lưỡi đi, ngươi muốn tiến vào cấm khu phi tiên, trước tiên phải qua cửa ải của bổn công tử rồi nói sau. Sau đó Vũ Văn Hùng vung tay chém về phía Cố Thanh Phong. Âm âm, trưởng phong như đao, mang theo tiên quan rực rỡ, giống như thiên đao ngang trời, kinh thiên động địa. Một đòn khủng bố kia, cho dù là kim tiên đỉnh phong cũng có thể dễ dàng chém giết hiển nhiên vũ văn hùng biết thực lực của cố thanh phong cho nên lúc này ra tay chính là xuất ra toàn lực cố thanh phong nhìn thấy một chiêu này lại khẽ lắc đầu bây giờ hắn sớm đã không cần một kẻ yếu như vũ văn hùng để cung cấp thuộc tính nữa từ lúc có thể tu luyện cho tới nay thực lực của hắn thẳng tắp tăng lên nhất là cánh tay phải đã chuyển hóa thành thân thể của chân tiên thậm chí là không có thứ gì kiên cố mà hắn không phá nổi cho nên đối mặt một đòn này cố thanh phong tiện tay vung ra một quyền âm âm quyền ấn chí tà chí ác, âm u như máu, giống như sông máu chảy ngược, khơi mào một trận gió tanh mưa máu, làm nổi bật hắn giống như ma thần kiêu ngạo tung hoành ngang dọc bước ra từ trong thi sơn huyết hải, ma diễm cuồn cuộn đầy trời. Quyền ấn nên đón trưởng đao kia, hai người va chạm, trong chốc lát tiên huy văn tung tóe, quan diễm cuộn sạch. Tiếp theo, âm, trưởng đao vỡ vụn theo âm thanh đó, sắc mặt Vũ Văn Hùng thay đổi lớn, hắn ta chỉ cảm thấy một cơn đau đớn xuyên thấu từ tay truyền đến tuy nhiên một quyền kia của cố thanh phong vẫn không hề suy giảm đúng thực giống như không có thử gì kiên cố mà hắn không phá nổi một lần hành động bẻ gãy toàn bộ cánh tay của vũ văn hùng a à, vũ văn hùng kêu trên thảm thiết thân hình vội vàng lui kéo dài khoảng cách hắn ta vốn định thử một phen làm suy yếu thực lực của đối phương sau đó thi triển lá bài tẩy ai mà ngờ một quyền của cố thanh phong lại đáng sợ như vậy hắn ta bất chấp thăm dò đối phương, không ra ác chủ bài thì không cần đánh nữa. Cố Thanh Phong Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng dưới đôi mắt này của ta, dù ngươi có mạnh thế nào cũng vô dụng, Vũ Văn Hùng giận dữ gào thét. Chương 926, ác chủ bài của Vũ Văn Hùng nghe thấy những lời này, rốt cuộc Cố Thanh Phong cũng cảm thấy có chút hứng thú, hắn biết trọng minh nhất tộc mạnh nhất chính là trọng đồng của mình. Ngay sau đó, chỉ thấy Vũ Văn Hùng hét lớn một tiếng, sau đó vương hai ngón tay ra, đâm mạnh vào trong trọng đồng của mình mẹ kiếp là một người sói cố thanh phong không bao giờ ngờ rằng chiêu cuối cùng của tiểu tử này lại chính là tự hủy bỏ đôi mắt của mình trọng đồng này cũng không phải là đôi mắt bình thường bên trong hàm chứa sức mạnh căn nguyên một khi hủy nó đi thì cho dù là kim tiên cũng rất khó chữa trị được tàn nhẫn như thế làm cho cố thanh phong cũng hơi thay đổi cái nhìn về hắn dù sao phẩm chất xả thân quên mình như vậy thật sự là không thấy nhiều nhìn thấy một màn này những người khác đang xem cuộc chiến, kể cả truyền nhân của tiên vương cũng không chỉ kinh hãi thất sắc, tự như chưa quen biết Vũ Văn Hùng con người này, vì chống lại sự mờ ám mà lại có thể làm đến mức này. Âm Trọng đồng của Vũ Văn Hùng trong nháy mắt nổ tung, huyết tương văn tung tué trong một lúc. Oanh Bầu trời chấn động, trời đất trung chuyển, một cổ khí tức khủng bố vô biên bao trùm toàn hiện trường. Sau đó chỉ thấy trong hư không, xuất hiện một vần trăng khuyết màu máu rực rỡ không gì sánh được vần trăng khuyết vô cùng quỷ dị cực kỳ giống một đôi mắt hẹp dài tràn ngập khí tức hung bạo quỷ dị lạnh lùng thần bí mọi người ở đây khi nhìn thấy cảnh tượng này đều bị khí thế khủng bố trong đó thu hút ngay cả lăng vân tiêu là người được mệnh danh là truyền nhân số một của tiên vương truyền nhân của thiên đô tiên vương khi hắn ta nhìn thấy chiêu này thì trên khuôn mặt vốn lạnh lẽo như băng lại hiện lên cảm xúc chấn động giữa sân Vũ Văn Hùng mất cả hai mắt dù trong tất thê thảm nhưng thái độ lại cực kỳ kiêu ngạo. Ha 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 ha! Cố Thanh Phong, có phải ngươi thấy sợ rồi không? Đây chính là thần thông cấm kỵ của trọng minh nhất tộc ta, Tàn Nguyệt Chi Đồng. Trong đó ẩn chứa sức mạnh hủy diệt, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng không dám chống lại, Vũ Văn Hùng cười điên cuồng với hai hốc mắt đầy máu, trên mặt mang thần thái của người chiến thắng, thật ra lá bài tẩy này vốn dĩ chuẩn bị vì Lăng Vân Tiêu, Hắn ta vốn định đoạt vị trí đầu bảng ở Thất Tinh Pháp hội, trở thành người đầu tiên của thế hệ trẻ, nhưng bởi vì thật sự quá hận Cố Thanh Phong, đã lớn như này, cả đời này chưa từng hận một người nào như thế, hơn nữa ở Đỗ Thạch phường, chịu loại áp bức lăng nhục, nghẹn khuất, cực kỳ dày vò, kiểu rõ ràng mình chiếm lý, nhưng lại bị người đổi trắng thay đen, còn có một đám người ủng hộ, đúng là làm cho người ta tức đến phát điên, cho nên, hắn ta tình nguyện buông tha danh tiếng người đầu tiên, cũng phải báo thù rửa hận về phần mất đi một đôi mắt ha ha hắn ta căn bản không thèm quan tâm quả thật trọng đồng đúng là rất khó khôi phục lại nhưng chỉ cần cấy ghép một đôi mắt của các tộc nhân khác không phải là được rồi sao chỉ cần nuôi dưỡng một thời gian là có thể dùng được khắc 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 đến đây làm cho bổn đế vui vẻ chút đi tinh thần cố thanh phong phấn chấn nói vào giờ phút này trong thiên địa tràn ngập một cổ uy năng hủy diệt khủng bố yêu dị còn vần trăng khuyết kia giống như một cái vực sâu dường như muốn thôn phệ hết mọi thứ trong thiên địa, tất cả mọi người đều sợ rung lên, mất hồn mất vía. Vần trăng khuyết kia quả thực giống như ác ma vực dâu, quỷ dị đáng sợ, nuốt chững hư không, đi đến bao phủ cố thanh phong. Âm âm, năng lượng cùng bạo bao phủ cố thanh phong. Tu vi của hắn cấp tốc tăng lên, toàn bộ cánh tay phải trong nháy mắt chuyển hóa thành thân thể chân tiên, tầm nửa tháng khổ tu, đợi hào quan tản đi, lộ ra bóng ngươi cố thanh phong không hề tổn hao chút nào. Trong một lúc bất chợt cả hiện trường đều kinh hãi. Bất cứ ai cũng có thể cảm giác được năng lượng khủng bố ẩn chứa trong tàn nguyệt chi đồng, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng phải nhượng bộ lui binh, nhưng lại không thể đã thương được Cố Thanh Phong chút nào. Vũ Văn Hùng sững sờ trong chốc lát, sau đó lập tức hét lên, không thể nào như vậy được. Làm sao ngươi có thể chặn được tàn nguyệt chi đồng của ta, đừng nói nhảm nữa, còn có thủ đoạn gì thì nhanh nhanh sử dụng đi. Cố Thanh Phong không kiên nhẫn nói. Tuy nhiên, Vũ Văn Hùng không ngừng la hét không thể tin được, giống như một người điên. Cố Thanh Phong càng không kiên nhẫn, trực tiếp bước ra, thân ảnh giống như bóng ma xuất hiện bên cạnh Vũ Văn Hùng. Âm, một chưởng ấn vào đầu hắn ta, ấn chặt nó trên mặt đất, lực rất lớn làm cho mặt đất tạo ra một lỗ sâu cực lớn. Phế vật, đúng là làm lãng phí thời gian của bổn đế, Cố Thanh Phong dậm mạnh hai phát, lại nhổ ra một ngụm nước bọt, thất vọng trở về. Đợi sau khi Cố Thanh Phong rời đi, cục diện yên tĩnh một lúc lâu mới dần dần khôi phục lại vẻ huyên náo. Ba ngày sau, vị trí đầu bản của thất tinh Pháp hội được công bố chính là Lăng Vân Tiêu người người chú ý, còn Vũ Văn Hùng vì mất trọng đồng chỉ xếp thứ hạng sáu, đợi thất tinh Pháp hội kết thúc, còn 10 ngày nữa cấm khu phi tiên mở ra. Trong 10 ngày này, những truyền nhân tiên vương lần lượt đều nhận được truyền báo từ tiên vương nhà mình, nội dung giống nhau, đó chính là Cố Thanh Phong nhất định phải chết, chương 927, mật lệnh bởi vì cố thanh phong có thể trợ giúp chuẩn tiên vương vượt qua tiên vương kiếp vì một số tiên vương duy trì lợi ích hiện tại đang có không muốn xuất hiện quá nhiều tiên vương cho nên quyết định chém giết hắn ở cấm khu phi tiên ngày hôm đó truyền nhân tiên vương do lăng vân tiêu cầm đầu mở ra một cuộc tụ họp bí mật bàn luận nên đối phó cố thanh phong như thế nào chư vị thực lực của cố thanh phong không phải chuyện đùa đâu ngay cả đại la kim tiên cũng khó có thể ngăn cản được tàn nguyệt chi đồng nhưng hắn lại có thể ngăn cản được mà không hề tổn hao gì từ đó có thể thấy được thực lực của hắn cho nên muốn diệt trừ sạch sẽ tên này chúng ta nhất định phải động tâm hiệp lực vũ văn hùng nói cái cớ này ngay cả lăng vân tiêu mạnh nhất cũng lặng lẽ gật đầu tuy hắn ta lạnh lùng kiêu ngạo nhưng cũng không phải kẻ ngốc thần thông tàn nguyệt chi đồng cường lực như vậy đổi lại là hắn ta cho dù có thể tiếp nhận cũng sẽ bị thương không nhẹ nhưng cố thanh phong lại không hề tổn hao gì thực lực mạnh mẽ không cần phải thừa lời hơn nữa lão tổ nhà hắn ta yêu cầu nhất định phải diệt trừ cố thanh phong cho nên bọn họ tất nhiên phải liên hợp lại bảo đảm không để sai sót cố thanh phong vẫn chưa dốc hết toàn lực rốt cuộc thực lực cao bao nhiêu chúng ta không có cách nào đoán được sợ chỉ sợ chúng ta liên hợp lại cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn một vị truyền nhân tiên vương nói đúng ngay lúc này đột nhiên có một lời đề nghị nếu các tiên vương đã hạ lệnh giết với cố thanh phong vậy hay là chúng ta đi mượn tiên vương binh có tiên vương binh trợ uy cho dù cố thanh phong có mạnh hơn thế nữa thì cũng khó thoát khỏi cái chết ánh mắt mọi người bừng sáng lên cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện được nếu tiên vương đại nhân coi trọng với cố thanh phong như thế vậy xin chỉ thị một kiện tiên vương binh chắc là không phải việc khó đúng không sai việc này nên xử lý sớm không nên để muộn cố thanh phong kia có sự bảo vệ của cổ nhược trần với tình huống bình thường rất khó có thể xuống tay nhưng trong cấm khu phi tiên thì khác ở trong một tiểu thế giới khác những người khác hoàn toàn không có cách nào nhúng tay vào, đây tuyệt đối là thời cơ tốt nhất để diệt trừ cố thanh phong. Mọi người cùng nhau thương lượng, sau đó ăn nhịp với nhau, quyết định tìm lão tổ nhà mình xin tiên vương binh để bảo đảm mọi chuyện không có sơ hở. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt đã đến ngày cấm khu phi tiên mở ra. Cố Thanh Phong cùng một đám thí sinh cầm lệnh bài trong tay, yên lặng chờ đợi. Rốt cục, bảy ngôi sao cổ xưa nằm trên thất tinh cổ quốc chậm rãi sắp xếp cùng một chỗ, một luồng sức mạnh thần bí từ trên thất tinh bắn ra bắn vào trong hư không vô cùng sâu thẳm giờ khác này trong hư không truyền đến từng tiếng vù vù ngay sau đó trước mắt mọi người xuất hiện một vết nước rất lớn cấm khu phi tiên đã mở ra rồi mời chiêu vị nhanh chóng tiến vào nhớ kỹ thời gian cấm khu phi tiên mở ra chỉ có một tháng trong vòng một tháng bất kể thu hoạch được gì nhất định phải đi ra nếu không sẽ bị nhốt lại trong cấm khu chờ đợi ngày thất tinh hội tụ tiếp theo thì mới có thể đi ra vèo vèo vèo. Mọi người hóa thành từng đạo tiên quang, nhanh chóng chui vào trong khe nước không gian, cố thanh phong không sốt ruột, mà chờ tiến vào cuối cùng. Dù sao dựa theo lệ thường, làm nhân vật chính đều là người áp chót, đợi toàn bộ mọi người tiến vào, sau đó cố thanh phong nghênh ngang đi vào giống như đang nhàn nhã đi dạo. Đúng lúc này, đột nhiên, truyền đến một giọng nói từ xa xa phía sau hắn. Chờ ta chút, cố thanh phong quay đầu lại nhìn, nhướng mày, sao ngươi lại tới đây? người tới chính là cổ linh nhi cổ linh nhi cười ranh mãnh tại sao ta không thể đến cấm khu phi tiên này chính là do nhà ta mở ra ta muốn đến thì đến muốn đi thì đi cố thanh phong quay đầu nhìn về phía đại thần đang duy trì vết nứt không gian ở bên cạnh còn có vương pháp hay không nàng ta không tham gia luận võ mà có thể tiến vào cấm khu phi tiên đây chính là ô dù một cách lộ liễu nhanh chóng dẫn nàng ta đi đại thần ta mặc kệ ta sẽ đi cùng ngươi mấy ngày trước ngươi đã làm chuyện gì với ta, có phải ngươi quên rồi chứ, dù sao ta cũng bắt đền ngươi rồi. Này này, cơm có thể ăn bậy ăn bạ, nhưng lời nói thì không thể nói lung tung nha, bổn đế chính là hoàng hoa đại tiểu tử, sao ngươi lại không không làm ô uế người trong sạch, cổ Linh Nhi cũng không để ý tới hắn, kéo tay hắn đi vào trong. Cố Thanh Phong khẽ lắc đầu, đúng là mặt dày có thể luyện ra, ngay từ đầu cổ Linh Nhi đơn thuần, động một chút là đỏ mặt, nhưng từ sau khi đột phá giới hạn nào đó, nhà đầu này ngay lập tức thay đổi. Công chúa điện hạ, lão thần vẫn chưa nhận được mệnh lệnh của bệ hạ, nói cho phép công chúa tiến vào cấm khu phi tiên a. Cổ Linh Nhi quay đầu lại, trừng mắt nhìn đại thần, ngươi lắm lời. Ngươi không nói, ta không nói, phụ hoàng có thể biết không? Nói xong, nàng ta lôi kéo Cố Thanh vào, cũng không quay đầu lại. Trong đường hầm hư không đen kịt sâu thẳm, hai người Cố Thanh Phong và Cổ Linh Nhi không ngừng đi về phía trước. Đây là khe nước của hư không sao? Trông thật đáng sợ, cổ Linh Nhi nhìn đường hầm giống như một cái động không đấy, có hơi sợ hãi dựa vào cố thanh phong. Làm gì vậy? Kiềm chế chút, sao có thể thay đổi cách sàm sợ bổn đế chứ? Chương 928, cấm khu phi tiên cổ Linh Nhi nghe thấy vậy vô cùng giận dữ, hậm hực trực tiếp hất cánh tay cố thanh phong ra, nãy giờ không phải ngươi ăn đậu hũ của ta à, nàng ta tức giận một mình đi về phía trước. Nhưng mà ngay lúc này, cố thanh phong lại mạnh mẽ kéo nàng ta lại, kéo vào trong lòng hắn. Trong lòng cổ Linh Nhi vui vẻ, nhưng ngoài miệng vẫn không tha cho người ta, không phải ngươi không cho ta sàm sở ngươi sao? Sao giờ lại ông ta rồi, làm ơn trước khi làm bộ tức giận, thì có thể thu nước miếng ở khóe miệng lại được không? Ngươi đáng ghét. Ta không có chảy nước miếng. Quỷ háo sắc nhà ngươi, nhìn xem chỗ vừa rồi ngươi đứng đi, cổ Linh Nhi quay đầu lại nhìn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhật, chỉ thấy nơi nàng ta sắp đi qua, hư không sụp đổ như gương vỡ vụn lộ ra một khoảng đen kịt sâu thẳm không thấy đấy thông đạo của hư không này không ổn định rất có thể xảy ra sụp đổ Cổ thanh phong giải thích bây giờ cổ linh nhi đã trở nên ngoan hơn rồi cũng không nói lời nào đu trên người cố thanh phong giống như một con gấu túi trèo cây thực lực của cổ linh nhi không mạnh chỉ có tu vi kim tiên sơ kỳ có thể nói hoàn toàn không có tư cách tiến vào cấm khu phi tiên nàng ta chủ yếu thấy cố thanh phong muốn đi cho nên lén lút đi theo trải qua những ngày tiếp xúc với cố thanh phong gần như bị sàm sỡ sạch sẽ làm sao còn tách ra được nữa một canh giờ sau cuối cùng hai người thoát khỏi thông đạo hư không nương theo cảm giác không gian chia cắt làm cho người ta hoa đầu chóng mặt hai người đi tới một vùng thiên địa cổ xưa nơi này có núi có sông có di tích mộ cổ có dòng sông mênh mông có cánh đồng hoang vu vô tận nhìn sơ qua thì nơi này không quá khác biệt với thế giới bên ngoài nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện cây cối núi non nơi này, quả thực lớn hơn gấp mấy lần so với thế giới bên ngoài. Người bình thường giống như kiến nhỏ bé trước những cây cổ thụ này, còn có trong dãy núi thỉnh thoảng sẽ phát ra từng trận rung động, cùng với bóng những con thú khổng lồ hiện lên. Có một loại cảm giác như đến đất nước khổng lồ. Wow! Đây có phải là cấm khu phi tiên không? Cây cối rất cao, ta cảm thấy như thể bản thân đã trở nên nhỏ bé. Cổ Linh Nhi Thán phục nói. Cảm giác này đối với nàng ta không phải rất thân thiện, bởi vì vóc dáng của nàng ta vốn không cao, nhìn tổng thể vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn, thuộc loại cô gái ngoại trừ ánh mắt to ra thì những chỗ khác cũng nho nhỏ, bây giờ so sánh người với nơi này, cả người có vẻ càng nhỏ nhắn hơn. Cố Thanh Phong cảm giác được tiên khí nơi này rồi nói, nơi này tiên khí cực kỳ nồng đậm, hình như là gấp mấy lần thế giới bên ngoài, cho nên những cây cối này dưới sự nuôi dưỡng của tiên khí mới có thể lớn như vậy cổ linh nhi hít sâu một hơi khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc tiên khí nơi này đúng là nồng đậm hơn so với bí cảnh hoàng thất thất tinh cổ quốc lúc này nàng ta dường như nghĩ tới cái gì đó có chút hưng phấn nói ngươi nói xem nếu cây cối và sinh linh ở nơi này được tiên khí tẩm bổ lớn được như này vậy ta ở lại chỗ này thêm một lúc có thể cũng sẽ lớn lên hay không cố thanh phong bỏ qua cổ linh nhi lắc đầu nói ngươi đoán chừng là vô vọng rồi bổn đế cố gắng mấy ngày cũng không thể cứu vớt được ngươi, huống chi là một bí cảnh, cái tên háo sắc nhà ngươi, ta đang nói là chiều cao. Cổ Linh Nhi mặt đỏ lên, tức giận nói. Trùng hợp, ta cũng đang nói là chiều cao. Âm âm. Đột nhiên mặt đất trung động giống như một trận động đất, chỉ thấy một con con trăng vẫy đen vạn trượng từ trong một ngọn núi xanh ung tùng đột nhiên vọt ra, mở ra miệng to, hung hãn cắn về phía hai người, con trăng vẫy đen này vô cùng to khỏe, vẫy đúc kim loại dưới ánh mặt trời chiếu rọi ánh sáng rực rỡ làm chói mắt trông cực kỳ hung hãn sát khí ngập trời cố thanh phong liếc nhìn thoáng qua thần sắc lạnh nhạt tiện tay vỗ một cái sức mạnh mãnh liệt hóa thành một cái dấu tay lớn che trời đập vô đầu con trăng ầm con trăng sát khí ngút trời này trực tiếp bị đập nát đầu trong chốc lát mưa máu đầy trời thân thể thật dài của nó từ giữa không trung rơi xuống khuấy lên khói bụi nghi ngút đi thôi cố thanh phong dẫn theo cổ linh nhi đi vào sâu trong sơn mạch trong sơn mạch có các loại quả quý hiếm kỳ lạ thậm chí còn có một số tiên dược ở thế giới bên ngoài từ lâu đã không còn xuất hiện tuy rằng không thể gọi là quá mức trân quý nhưng dựa trên nguyên tắc không lãng phí cố thanh phong vẫn hốt hết đương nhiên ngoại trừ tiên dược ra dọc theo đường đi còn gặp phải rất nhiều con thú hung dữ một đám giống như ngọn núi nhỏ sức mạnh thể chất vô song hoàn toàn không hề kém kim tiên chút nào nhưng toàn bộ đều bị cố thanh phong tác chết sau đó thu hồi thi thể để giữ làm khẩu phần ăn còn cổ linh nhi thì hóng hớt toàn bộ quá trình thỉnh thoảng nhìn trọng cố thanh phong đang thể hiện uy lực thần kỳ thỉnh thoảng mặt nàng ta ửng đỏ cũng không biết đang suy nghĩ đến cái gì vài canh giờ sau trước mắt hai người xuất hiện một vùng di tích trong đó có đống vách đá đổ nát có cung điện sụp đổ trông rất cổ xưa phong cách tạo hình hoàn toàn khác biệt với thế giới bên ngoài di tích thượng cổ, trong mắt cố thanh phong hiện lên vẻ cảm thấy hứng thú, xem ra thời kỳ thượng cổ, cấm khu phi tiên này từng tồn tại một số thế lực cường đại, chương 929, thất quẩn thần thủy, một, âm âm. Cố thanh phong tiện tay đánh mở ra một cửa lớn bằng đồng đen, đi thẳng vào, các loại trận pháp phong cấm ven đường đều bị hắn tiện tay xóa sổ, còn có một số con rối bảo hộ di tích đều bị hắn một chưởng đánh bay. Cuối cùng, hai người đi tới một đại điện. Trong đại điện, một phương tiên khí bốc hơi linh trì nằm ở trong đó nước trong linh trì rất kỳ dị không ngờ lại hiện ra bảy sắc màu cực kỳ tráng lệ giống như hòa tan một dải cầu vồng trong đó trải qua vô tận năm tháng nước hồ bảy sắc cầu vồng này chẳng những không bốc hơi mà lại lắng động càng ngày càng nồng đầm đang lúc cố thanh phong đang thắc mắc hồ nước này là thứ gì cổ linh nhi ở bên cạnh đột nhiên nói đây chẳng lẽ chính là thất uẩn thần thủy trong truyền thuyết nàng ta tốt xấu gì cũng xuất thân từ thất tinh cổ quốc, được truyền thừa nội tình thâm sâu, hiện tại lại trở thành con gái tiên vương, ít nhiều vẫn có chút hiểu biết, đúng vậy, đây là thất quẩn thần thủy, không ngờ ngươi còn có vài phần hiểu biết. Tuy cố thanh phong không rõ đây là cái gì, nhưng cái này cũng không thể ngăn cản hắn giả bộ, cổ Linh Nhi hừ nhẹ một tiếng, có chút đắc ý nói, ta tốt xấu gì cũng là công chúa một nước, thổi nhỏ đã đọc thành thạo sách cổ. Tất nhiên có kiến thức sâu rộng rồi. Ô, bổn đế không tin, nhất định ngươi đang khoác lác. Ai nói ta đang khoác lác, thất quẩn thần thủy này ta đã từng thấy qua trong một quyển sách cổ, loại nước này chính là dùng bảy loại thiên địa tiên tinh luyện chế thành, có sức mạnh tẩy lễ xác thịt, chính là bảo vật hiếm có trong thời kỳ thượng cổ. Tẩy lễ, cố thanh phong có hơi vui vẻ, hiện giờ hắn đang ở giai đoạn chuyển hóa thân thế chân tiên, nói như vậy, thất quẩn thần thủy này chẳng phải là xứng đôi sao nói không chừng có thể một lần thăng chức chân tiên luôn. Vì thế Cố Thanh Phong bắt đầu cởi áo. À! Ngươi đang làm gì vậy? Háo sắc! Cổ, Linh Nhi ở một bên sợ hãi, vội vàng dùng bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn che hai mắt lại, chỉ lộ ra một khe hở nhìn hắn, Cố Thanh Phong liếc nàng ta, trong cái đầu nhỏ của ngươi có thể nghĩ ra thứ gì đó lành mạnh được không? Thất quẩn thần thủy ở ngay trước mắt, bổn đế đương nhiên là đi vào tiếp nhận tẩy lễ rồi, chẳng lẽ xâm nhập trao đổi cùng ngươi à? Vậy? Vậy thì ngươi cũng không thể cởi áo trước mắt ta. Sao nào, không phục sao? Không phục ngươi cũng đến đây. Ngươi mau mặc vào đi, thất quẩn thần thủy này do hai chúng ta cùng nhau phát hiện, tất nhiên cũng có một phần của ta, ngươi đi ra ngoài chờ trước, chờ ta tẩy lễ xong, ngươi lại đến. Được, vậy ngươi đi trước đi. Nói xong, cố thanh phong lập tức xoay người đi ra ngoài cổ linh nhi lần đầu tiên nhìn thấy cố thanh phong nghe lời như thế nàng ta luôn cảm thấy đối phương không có ý tốt nàng ta có chút lo lắng nói ngươi sẽ không nhân lúc ta đang tẩy lễ mà đột nhiên xông vào đấy chứ ngoài cửa truyền đến một giọng nói khinh thường của cố thanh phong phía trước ngươi cũng không có nổi hai lượng thịt bổn đế nhìn ngươi cũng sợ gặp ác mộng a à, đồ khốn cổ linh nhi tức giận dậm chân ngay tại chỗ sau đó nàng ta cố ý dùng tay vẫy vẫy thất quẩn thần thủy tạo ra âm thanh, lừa người khác dường như nàng ta đã tiến vào hồ nước, muốn thăm dò cố thanh phong, đợi một lúc phát hiện ngoài cửa đúng thật không có động tĩnh, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Sau đó bày ra vài trận pháp phòng ngự, mới bắt đầu cởi áo cởi đai lưng, cổ Linh Nhi đứng bên mép ao, nhẹ nhàng vương chân trần trắng nõn như ngọc, khẽ chạm vào nước ao, xúc cảm lạnh lẽo như băng kia từ đầu ngón chân truyền khắp toàn thân, làm cho nàng ta không nhịn được trùng mình chân trắng nõn bị sự rét lạnh kích thích cực kỳ căng thẳng, từng ngón chân tròn như ngọc co rút lại. Lạnh quá. Nàng ta mở cái miệng nhỏ nhắn, khẽ kêu lên một tiếng, sau đó từ từ nhấn chìm thân thể trắng nõn vào trong ao. Trong nháy mắt, một luồng tiên linh khí cực kỳ tinh khiết thẩm thấu vào trong cơ thể, làm cho nàng ta nhịn không được phát ra một tiếng kêu khẽ. Lạnh như thế sao? Giọng nói của Cố Thanh Phong chợt vang lên sau lưng nàng ta cổ linh nhi trong nháy mắt kinh hãi thay đổi sắc mặt ao ao nàng ta theo bản năng xoay người đứng lên chỉ thấy cố thanh phong ngâm mình trong nước ao từ lâu hóa ra cố thanh phong căn bản không có đi ra ngoài mà lợi dụng đại hư không động pháp với tàn hình thuật đã tiến vào hồ nước từ lâu cổ linh nhi phản ứng lại kêu la thất thanh à. sau đó cả người mạnh mẽ chìm vào trong nước chỉ để lộ đôi mắt xinh đẹp và nửa phần đầu trên trốn cái gì mà trốn bổn đế cũng từng đo rồi còn sợ nhìn sao ngươi cút ra ngoài ra ngoài đi cổ linh nhi thoáng nổi lên một chút lộ ra cái miệng nhỏ nhắn mềm mại nói tiểu nương tử ngươi rất độc tài thất quẩn thần thủy này cũng không phải của nhà ngươi dựa vào cái gì bảo bổn đế đi ra ngoài muốn đi thì ngươi đi ta cổ linh nhi gấp gáp sắp khóc nàng ta muốn đi ra ngoài nhưng vấn đề là làm sao đi ra ngoài chứ nàng ta không dám đứng lên vậy ngươi xoay người lại đi Cố Thanh Phong đồng ý cực kỳ sản khoái giống như vừa rồi. Cổ Linh Nhi hoảng hốt, hoàn toàn không tin, ngươi là tên lừa đảo. Ngươi nhất định là muốn chờ ta đứng dậy, rồi xoay người lại đúng không, ôi, ngươi thông minh như thế từ khi nào vậy? Cố Thanh Phong xoay người lại nói. Bổn công chúa vẫn luôn rất thông minh, vậy thì Linh Nhi công chúa thông minh, ngươi có nghĩ tới một vấn đề hay không, thật ra muốn tiếp nhận tẩy lễ của thất quẩn thần thủy, hình như không cần phải cởi quần áo, chương 930, thất quẩn thần thủy, hai, cổ Linh Nhi trong nháy mắt sửng sốt, một đôi mắt đẹp giật giật, cả người choáng váng. Lần này xem như bị suy nghĩ theo quán tính gạt rồi, người bình thường tắm, ai mà không cởi quần áo chứ? Hơn nữa cố Thanh Phong vừa tiến lên là cởi luôn, đưa cổ Linh Nhi vào trong suy nghĩ quán tính, căn bản không nghĩ tới, thật ra tiếp nhận tẩy lễ không cần cởi, mặc quần áo cũng được. Ta không quan tâm, nói gì thì nói ngươi ra ngoài đi bổn đế hỏi ngươi một vấn đề ngươi cảm thấy bị người ta đo và bị người khác nhìn cái nào khó chấp nhận hơn cái nào cũng khó có thể chấp nhận nhất định phải chọn một cái ngươi chọn cái nào cổ linh nhi suy nghĩ một chút vậy thì là nhìn nhìn xem chính ngươi cũng đã nói rồi nếu cái khó có thể chấp nhận ngươi cũng tiếp nhận vậy nhìn chút sợ cái gì cái đó cái đó khác lúc trước là ngươi nói có thể giúp ta lớn lên ta là coi ngươi là đại phu mới, mới, được rồi, đừng càm ràm nữa, không phải ta đây cũng hoàn toàn tin tưởng vào ngươi sao, cái này có cái gì đâu, bổn đế cần phải bắt đầu tu luyện. Nói xong, Cố Thanh Phong không thèm để ý tới nàng ta nữa, mà dốc toàn lực hấp thu thất quẩn thần thủy, bên ngoài cơ thể của hắn hiện ra một vòng xoáy đen kịt, nhanh chóng hấp thu nước ao, nước ao cũng không ngừng được hắn luyện hóa và hấp thu, cùng lúc đó, trong cơ thể của hắn cũng truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết của đại đạo, cộng hưởng với cơ bắp xương cốt của toàn cơ thân hắn, không ngừng chuyển hóa thân thể chân tiên. Không thể không nói, dưới sự gia trì của thất quẩn thần thủy, tốc độ tu luyện của hắn ít nhất cũng tăng lên mấy chục lần. Cổ Linh Nhi thấy Cố Thanh Phong tiến vào trạng thái tu luyện, bằng khoan một lúc lâu, cuối cùng cũng bắt đầu tu luyện, hấp thu thất quẩn thần thủy, da thịt trắng nõn nổi lên ngọc quan, giống như một tiên nữ nho nhỏ. Tốc độ nàng ta hấp thu thất quẩn thần thủy rất rõ ràng không nhanh bằng Cố Thanh Phong, tuy nhiên nàng ta cũng không cần hấp thu quá nhiều chút tốc độ này đối với thân thể của nàng ta cũng đã đủ dùng rồi tu luyện như vậy kéo dài khoảng ba ngày ba ngày sau cố thanh phong đã hoàn toàn chuyển hóa thân thể thành thân thể chân tiên thành công thăng cấp chân tiên cảnh điều đáng nói chính là với lực hút khủng bố của hắn thất quẩn thần thủy đã bị hút cạn cổ linh nhi đang tu luyện cảm thấy trên người có chút mát mát hơn nữa giống như còn có một ánh mắt nóng rực nhìn nàng ta nàng ta theo bản năng mở mắt ra đập vào tầm mắt đầu tiên là cố thanh phong trong mắt hiện lên một tia mờ mịt sau đó giống như nhớ tới cái gì đó đồng tử từ từ phóng đại cái miệng nhỏ nhắn anh đào cũng hơi mở ra nàng ta cúi đầu nhìn không thấy thất quẩn thần thủy đâu nữa chỉ để lại một đáy ao khô trần trụi ngay sau đó tiếng nữ cao hét vang vọng khắp chân trời à sau một nén nhang hai người quần áo chỉnh tề từ trong di tích thượng cổ đi ra mặt mày nằm nhân tràn đầy gió xuân khuôn mặt xinh đẹp của nữ tử thì đỏ bừng. Ngươi, ngươi thấy hết rồi phải không? Cổ Linh Nhi lý nhí hỏi. Từng, nhìn thấy phía sau. Ngươi nói bậy. Ta ở trước mặt ngươi, làm sao ngươi lại nhìn thấy phía sau? Cổ Linh Nhi phản ứng lại bất chợt ý thức được cái này là Cố Thanh Phong đang chế giễu mình, lập tức giống như mèo con xù lông. Ngay đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến động tĩnh, Cổ Linh Nhi vội vàng ngừng động tác, hai người tìm nơi phát ra âm thanh chỉ thấy một tiên nhân trẻ tuổi từ trong rừng cổ đi ra hắn ta vừa nhìn thấy hai người cố thanh phong đầu tiên là sửng sốt sau đó vẽ mặt lại mừng như điên cố đế quân thật sự là ngài tiên nhân trẻ tuổi chạy tới thái độ cực kỳ cuồng nhiệt và cung kính vừa nhìn đã biết là người hâm mộ lâu năm không ngờ lại có thể gặp được cố đế quân ở đây đúng là phước ba đời của tại hại đúng rồi quên giới thiệu tại hà can vân là đệ tử của huyền diễn đạo tông vừa rồi bởi vì nghe thấy có nữ tử thét chói tai cho rằng có đạo hữu gặp phải nguy hiểm cho nên đặc biệt đến kiểm tra không nghĩ tới lại gặp được cố đế quân thật sự là quá may mắn cố thanh phong cũng không nghĩ tới trong những tuyển thủ dự thi này còn có tiểu đệ hâm mộ của mình hắn vẫn luôn cho rằng những hạng người tâm cao khí ngạo này thì sẽ không đu idol lúc này cổ linh nhi ở một bên truyền âm giải thích huyền diễn đạo tông là một thế lực có chuẩn tiên vương hoàn toàn không thua kém thất tinh cổ quốc trước đó Người này tới đây làm quen rất có thể là muốn ngươi giúp chuẩn tiên vương trong môn phái bọn họ độ kiếp. Trong lòng cố thanh phong hiểu rõ, lúc này, Can Vân lại nói, cố đế quân, tại hạ vô cùng sùng kính ngài, không biết có thể đi theo bên cạnh ngài để được nghe chỉ giáo không, cấm khu phi tiên này nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, mặc dù với thực lực của ngài, những nguy hiểm kia không đủ để sợ, nhưng thân phận của ngài như thế, há có thể làm bẩn tay mình, nếu ngài không chê, tại hạ nguyện làm trâu làm ngựa. Cố Thanh Phong vừa nghe thấy tên tiểu tử này muốn làm tùy tùng của mình, gặp mặt đã muốn dính chặt, lại kết hợp với thông tin của Linh Nhi vừa nói, hắn suy đoán, người này hơn phân nửa là muốn làm quen trước, chờ sau khi quan hệ thân thiết, rồi mới nhắc tới chuyện độ kiếp.